Xin chào các bạn, mình làm video này vì có một bạn hỏi mình là học tiếng Nhật để làm gì? Thay vì trả lời luôn, mình sẽ nói với các bạn khi mình biết tiếng Nhật, mình đã làm được gì, vậy dễ hơn. Đầu tiên, mình học tiếng Nhật vì mình cực mê anime, manga và nhạc Nhật. Không biết tiếng Nhật thì mình cứ phải đọc sub, mà sub thì mấy bạn biết rồi đó, sai đúng gì mình cũng không biết, có khi coi thấy kỳ kỳ sao á. Học tiếng Nhật rồi thì mình xem không cần sub nữa, cảm nhận của mình là đã gì đâu á. Cái này thì chắc mấy bạn gái sẽ đồng cảm là biết tiếng Nhật thì đặt hàng trên mấy trang order đồ Nhật dễ hơn, đọc được hướng dẫn sử dụng dễ dàng luôn. Hồi trước mua mỹ phẩm dưỡng da này kia về chỉ dùng đại theo cảm tính. Còn nữa nha, mẹ mình mua ở đâu về cái nồi cơm điện với cái robot hút bụi toàn tiếng Nhật, hàng nội địa Nhật mà. Cuối cùng cả nhà mình ngồi nhìn nó rồi nhìn nhau, tức á. Học tiếng Nhật rồi thì a lê hấp. Vui nhất phải là cảm giác có thể đi du lịch Nhật Bản mà không phụ thuộc chương trình tour, không lóng nga lóng ngóng vì có thể trò chuyện với chính người Nhật Bản xứ. Không biết các bạn thế nào, chứ mình tự trò chuyện được với người bản xứ, mình thấy sướng lắm, có chút tự hào về bản thân nữa. Cũng nhờ biết tiếng Nhật, mình đã có thể đọc sách nấu ăn của Nhật hay xem các video hướng dẫn của chính đầu bếp Nhật, từ đó đã nấu được nhiều món ngon. Nó không phải khoe chứ cũng nhờ vậy mà mình thoát ế. Từ lúc biết tiếng Nhật, đi ra các điểm du lịch gặp du khách người Nhật, mình tự tin chào hỏi, giới thiệu cho họ vài điệu hay ho của Việt Nam, tự dưng có thêm bạn nước ngoài. Trước đây, cứ thấy người nước ngoài là mình né vì sợ người ta, mà hỏi gì đó không trả lời được thì quê lắm. Linh, cô bạn thân của mình, muốn đi Nhật du học nên quyết tâm học tiếng Nhật, nắm trong tay kỹ năng tiếng Nhật tốt, Linh có ưu thế cạnh tranh hơn các bạn khác, đậu luôn học bổng toàn phần sang Nhật học. À, còn cái ông Thắng này á, ổng đang làm phó phòng của một công ty Nhật, mới 25 tuổi mà lãnh lương 1.000 đô, được sếp và đồng nghiệp Nhật cưng lắm, vì nói gì ông cũng hiểu và phản hồi tốt bằng tiếng Nhật, hiệu suất công việc nhờ đó tốt hơn. Mấy bạn không biết chứ khác biệt ngôn ngữ trong công việc là mệt lắm nha. Mà mấy bạn để ý thử đi, các công ty Nhật đăng tin tuyển dụng đều trả mức lương từ 1.000 đô trở lên cho người có trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên. Hiện giờ cũng đang có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật đang đầu tư tại Việt Nam lần đó. Đây là những điều mình và bạn bè mình đã làm được khi biết tiếng Nhật. Mình không biết các bạn đã tìm được lý do cho bản thân là học tiếng Nhật để làm gì chưa? Hy vọng video này sẽ khiến các bạn quyết định học tiếng Nhật ngay tấp lự, chần chờ là cờ đến tay người khác nha. Lớp học thử tiếng Nhật miễn phí của trường mình đã theo học đang mở. Các bạn có thể tham khảo và đăng ký theo link bên dưới nhé.